Xin chào tất cả các em, hôm nay tại showroom Corio thì mình đang có ở đây một cái phối ghép high-end rất là chất lượng. Thì nó là một cái phối ghép mà phù hợp với những anh em đang tìm kiếm một cái hệ thống trong phân khúc khoảng 30.000 đô. Và cái phối ghép này thì nó sẽ phù hợp với những không gian từ 30 cho tới là 40m². Thì nó là cái sự kết hợp của loa áo và hệ thống đồ đánh của Đức và dây dẫn lọc nguồn từ Đan Mạch. Thì đầu tiên thì mình xin được giới thiệu với anh em cái nguồn phát trước. Thì đây nguồn phát mình sử dụng chiếc đầu CD Acoustic Art Player One. Thì đây là một cái đầu CD được làm hoàn toàn tại Đức. Và rất nhiều những cái chi tiết ở đây trên chiếc đầu CD này. Thì anh em có thể nhìn thấy là những cái chi tiết mạng chrome, cái nút này, cả những cái thành phần này khắc ở đây thì đều được hoàn thiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Và cái dòng chữ là Handmade in Germany ở đây nó thể hiện được cái chất lượng hoàn thiện tuyệt hảo của cái sản phẩm này. Thì ngoài cái việc là nó chơi CD rất là hay ra thì chiếc Player One này còn có khả năng là cho anh em, cung cấp cho anh em một cái đường USB để anh em khai thác cái kho nhạc số, có thể nói là chất lượng cũng như là rất là phong phú vào cái thời điểm hiện tại. Thì có tiết lộ với anh em đấy là cái chip đáp giải mã ở bên trong con Player One này thì nó có thể cung cấp cho anh em khả năng xử lý như là DSD 128 và cái nhạc PCM là 32 bit 384 kHz. Ok, và cái âm ly được mình công audio lựa chọn sử dụng trong cái phối ghép này đó là chiếc âm ly Octave V70 SE. Thì có thể nói là đây là một trong những cái âm ly mà khai thác tốt nhất cái bóng 6550 vào cái thời điểm hiện tại, khi là chưa có một cái âm ly nào có thể khai thác cái bóng này lên tới được là 70W một cây. Và ngoài cái việc là anh em có thể biết là Octave có cho cung cấp cho chúng ta cái khả năng là thay bóng chỉnh bias ngay trên bề mặt của âm ly, giúp chúng ta là tiện lợi cũng như là thay đổi cái khẩu vị âm nhạc một cách có thể là nhanh chóng và tiện lợi nhất cho anh em dùng. Anh em có thể hoàn toàn có thể chỉnh tay mà không cần, khi mà anh em đã quen rồi thì không cần đến cái đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi nữa. Thì thêm một điều nữa đấy là cái chế độ mà Eco Mode được trang bị trong chiếc V70 SE này thì nó mang lại cái khả năng đó là khi không có cái tín hiệu vào thì âm ly sẽ tự động chuyển về cái chế độ standby để bảo vệ cái bóng của anh em chơi trong cái khoảng, vì cái chế độ bảo vệ này nó giúp cho khi anh em có quên không tắt âm ly đi thì âm ly cũng sẽ tự động là không cấp cái dòng điện vào trong những quả bóng này nữa, để duy trì được cái độ ổn định cao nhất cho cũng như cái độ bền bỉ cho chiếc âm ly này trong quá trình mà anh sử dụng. Thì để cung cấp thêm cái năng lượng cho cái chiếc V70 SE này thì công ty có sử dụng thêm cái cục là Octave Super Black Box. Đây là một cái phần có thể nói là cung cấp thêm cái rung kháng cho chiếc V70 SE này, để khi mà những cái bản nhạc vào cao trào thì chiếc âm ly này có sự đầy đủ hơn nữa cái phần năng lượng để cung cấp cho đôi loa. Đây là một cái phụ kiện có thể nói là không thể thiếu cho những anh em mà đang sở hữu âm ly của Octave, rất là nên lưu ý đối với cái sản phẩm này. Thì và đặc biệt là cái đôi loa được sử dụng trong cái phối ghép high-end này thì xin giới thiệu với anh em đôi loa Vienna Acoustic Baby Beethoven Grand Reference, một cái đôi loa mà đang sở hữu một cái thiết kế hoàn toàn mới của Vienna. Anh em có nhìn thấy một cái đôi loa cột sở hữu một cái thiết kế cổ điển rất hấp dẫn. Và cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản màu gỗ cherry rất là đẹp và rất là tự nhiên. Và ngoài cái màu sắc này ra thì Vienna còn cung cấp cho người dùng thêm 3 cái tùy chọn màu sắc nữa. Đó là màu đen piano, màu trắng bi hạt piano và thêm một cái màu gỗ nữa để anh em có thể lựa chọn theo cái gu thẩm mỹ của mỗi người chơi. Ok, và cái điểm thay đổi rất là lớn ở trên cái phiên bản Baby Beethoven mới này thì đó là những cái thay đổi về củ loa cũng như là cái phần màng loa này. Thì đầu tiên anh em có thể thấy là cái phần tép lụa này, rẻ tay này thì bây giờ đã được Vienna là bọc thêm một cái lớp bảo vệ ở đây để giữ cho nó được cái sự gọi là an toàn trong quá trình mà anh em sử dụng. Và ở phía dưới này nữa thì cái củ phần trung này thì bây giờ đã được thay đổi hoàn toàn, được mang từ cái công nghệ từ cái dòng đôi list của dòng Imperial mang xuống đây, thì nó sở hữu một cái màng loa là màng loa phẳng. Và đây là một cái màng loa được sử dụng cái vật liệu là sợi thủy tinh, và nó kết hợp thêm cả những cái viền cao su nhún ở đây. Và
cái thay đổi này nó mang lại là thứ nhất là nó mang lại cái độ động rất là tốt, giúp cho cái đôi loa này có thể chơi được phù hợp và cũng là chơi hay rất nhiều những cái dòng nhạc mà không chỉ là những cái dòng nhạc cổ điển đâu anh em ạ. Thì đây là một cái thay đổi rất là lớn trên cái đôi Baby Beethoven này. Thì ở bên phía dưới này nữa, hai cái cụm cũng như là màng loa trầm thì cũng được sử dụng cái công nghệ màng loa phẳng này, sử dụng sợi thủy tinh và để cung cấp một cái dải trầm sâu hơn, lan tỏa hơn, mà chất lượng tốt hơn cho cái đôi Baby Beethoven này. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu với anh em cái hệ thống phối ghép giữa loa Baby Beethoven Bubly Octave V70SE kết hợp cùng Super Blackbox, nguồn phát sử dụng chiếc đầu Player 1 của Acoustic Arc, và toàn bộ cái hệ thống dây dẫn lọc nguồn đều sử dụng của thương hiệu Asus Acoustic đến từ Đan Mạch. Thì đây có thể nói là một cái phối ghép mà mình đã có thời gian là trải nghiệm khá là dài cái hệ thống này đối với rất là nhiều dòng nhạc, từ những cái dòng nhạc là cổ điển vốn là thế mạnh của Vina cho tới những cái dòng nhạc mà ra những cái dòng nhạc mà trữ tình Việt Nam, hay kể cả những cái dòng nhạc bolero và đã đang được rất nhiều anh em yêu thích, thì đôi loa này cũng như là cái hệ thống này đều thể hiện một cách là hết sức tuyệt vời. Thì sau đây thì mình xin được giới thiệu với anh em, trình diễn với anh em một số những cái track nhạc để anh em có thể cảm nhận được phần nào cái chất âm tinh tế cũng như là rất là hay và quyến rũ của một cái phối ghép cobble như vậy. Thì trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn về đôi Baby Beethoven này để giải thích với anh em tại sao nó lại trong cái phân khúc của nó lại đang được đánh giá là một trong những cái đôi loa hay nhất vào thời điểm hiện tại. Ok, rất là cảm ơn anh em đã lắng nghe cái video vừa rồi lần này của mình, và xin trân trọng gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tim đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ.
dây tơ. Một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đâu cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.